Ok, hello, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình và mình là Nah. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện theo một yêu cầu của một bạn trên YouTube đã comment ở dưới. Thì rồi, bạn đó là bạn Mạc Bình, thì bạn có comment là bạn nói là hướng dẫn bạn cách để vẽ skin. Thì cách này á là vẽ một cái skin cho mình kiểu như giống mình làm á mà mình chưa có ad vô. Thì đầu tiên các bạn mở trình duyệt của các bạn lên, sau đó các bạn bấm mi.nova skin. Ở đâu? Minecraft.nova skin.me. Đây. Đây là một cái trang mà dùng để vẽ skin. Hoặc nếu các bạn muốn vẽ cái khác thì các bạn cứ lên novaskin.me. Ở đây nó là một cái trang về Minecraft rất là hay luôn. Đây các bạn sẽ thấy novaskin. Nó dùng để resource pack nè, wallpaper. Cái wallpaper là giống như là cái hình ở trên Minecraft của mình vậy á. Hình ở trên channel á. Đây nè. Kiểu cái tường này nữa, nhưng mà mình dùng Photoshop để mình làm. Có cả resource pack nè, rồi không biết còn gì nữa không ta, nó còn nữa mà đây hình như nó không có ghi hết đâu. Ok, đó các bạn cứ lên cái trang novaskin.me là các bạn sẽ có đầy đủ hết. Và đây sao đi đó, sau khi các bạn lên là nó sẽ có một cái này, hoặc là nó có cái skin là Steve. Tùy thôi. Thì đây đó, ấy what the đó, rồi các bạn lên thì nó sẽ có như thế này. Thì các bạn chọn cái thanh màu nằm ở dưới này đây, để mình kéo xuống cho các bạn xem ha. Đây là cái khung khung làm nè, đó như thế này. Thì các bạn chỉ việc chọn màu ở dưới, màu đen các bạn vẽ 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 lên, xong rồi chọn màu xanh các bạn vẽ lên đó, mình thích thì mình vẽ thôi, đơn giản vậy thôi đó. Sau khi vẽ xong các bạn sẽ làm tới bước đó là save ở bên này nè. Còn nếu các bạn có tài khoản thì các bạn bấm vào cái nút này đó, các bạn bấm vào đây nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Nếu mà các bạn muốn bỏ skin vào Minecraft thì các bạn đào cái khung nhỏ này, còn nếu mà các bạn muốn đào về làm hình nền thì các bạn đào cái lớn này. Thì các bạn click chuột phải chọn lưu hình ảnh thành ba chấm. Thì sau khi bấm thì nó sẽ ra cái nó hỏi mình nơi download, còn nếu các bạn không chỉnh á, thì nó sẽ tự động đào vào mục download hoặc là nơi các bạn chỉnh thôi. Thì các bạn ghi vào là Steve. Đó, các bạn bấm save. Thì đây. Từ để mình kết nó đi. Rồi đây mình sẽ bỏ vào đây. Đó, sau khi các bạn bỏ vào, các bạn mở thư mục resource pack ở trên Minecraft. Thì như các bạn nào chưa biết thì các bạn bấm vào nút start. Hoặc nếu bạn xài Win XP, các bạn bấm vào start và bấm vào cái thanh cái dòng mà nó có ghi chữ run á, thì nó sẽ hiện lên cái dòng này. Sau đó các bạn điền phần trăm app data phần trăm enter thì nó sẽ ra cái trang này, bấm vào chấm Minecraft. Hoặc nếu các bạn mở cái này lên rồi á, các bạn bấm vào cái thanh link chỉ dẫn này nè, các bạn cũng nhập phần trăm app data phần trăm DM đó vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn xuống cái resource pack này hoặc là resource pack các bạn download về mà chưa có bỏ vào đây, các bạn mở cái file đó lên. Đây mình sẽ cái file nào, file fanful này đi, đây là 1.10.2. các bạn vào access, đây access để mình thu nhỏ cái này lại. Rồi các bạn vào đây nè, mở lên nó sẽ ra ba cái file như thế này.
hoặc có thể nhiều hơn 3 file, 4 hoặc 5 file gì đó. Có ai được quan tâm đó, các bạn vào Access Minecraft Texture ở dưới này và vào Entity đây đó. Sau khi vào nó sẽ xổ ra một đống như thế này, và các bạn chỉ việc kiếm cái phần tên là Alex, xóa nó đi, delete coi đó, xóa nó để từ từ đi, để nó lát lại nữa. Oh, mình đang dùng Minecraft. Ok, nhớ là phải tắt Minecraft đi nha, quên mất. Nó lát khoảng chừng vài giây thôi đó, nó sẽ xóa, và các bạn kiếm thêm cái file step nằm ở dưới này, xóa anh đi. Rồi sau khi xóa xong, các bạn mở cái file chứa cái skin lên, thì skin đầu tiên là step, các bạn nắm kéo bỏ vào. Ok, nó sẽ load nhanh hơn, nó sẽ đưa vào đây nè. Sau đó các bạn đổi tên nó, click chuột phải chọn rename hoặc ấn F2, what rename, đổi thành Alex đó, xong cũng nắm bỏ vào. Nó sẽ load hơi chậm tí tại máy mình đang SIDA lắm. Ok, đó các bạn sẽ thấy như có skin Alex nè, skin Steve, các bạn có thể mở lên kiểm tra xem nó có đúng với cái skin mình đã chọn hay không. Rồi còn cách còn lại thì chắc các bạn vào clip cũ của mình các bạn xem nha. Đây mình chỉ hướng dẫn một số cách nhập thường dùng thôi, chứ full thì mình làm rồi cho nên sẽ không làm nữa. Cái Minecraft lâu vờ, các bạn vào một cái file nào đó bất kỳ, lát lâu thế, thường ngày không quay lát nhanh lắm mà. Mình đang sử dụng cái respawn nên là nó hiện cái này, cái không phản hồi, đùa, nhanh coi. Ok, các bạn vào option resource pack, nhớ là phải bỏ vô cái file kia nha, không thôi là nó không tìm ra đâu đó. Các bạn chọn cái file này và các bạn bấm done hoặc là xong. Rồi giờ vô thử một cái quần nào đó, là lâu thế. Rồi đây F5 đó, đây là cái skin mà chúng ta đã vẽ. Các bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên cũng được. Này, đúng như cái hồi nãy mình vẽ luôn đó. Đó. Rồi thì video mình cũng chỉ có như thế thôi. Xin chào và lại mọi người trong phần sau của Minecraft, và mình đã bắt đầu làm clip lại rồi nha. Cái này có thể sớm hơn dự tính một chút, nhưng mà kệ, miễn là làm được rồi. Và hiện tại mình sắp khai mở một cái server Minecraft. Nếu như bạn nào có hứng thú thì hãy tham gia group của mình. Thì mình sẽ để cái link group Minecraft ở dưới description. Đó là link Facebook. Các bạn vào đăng ký hoặc là làm gì đó tùy thôi. Mình sẽ đưa cho các bạn cái IP server và các bạn vào. Server đang trong thời gian test cho nên là sẽ có khá là nhiều khuyến mãi đó. Ok, chào lại mọi người trong phần sau của một tập phim nào đó. Bye.